em đói rồi đúng không? Để pha sữa cho em nhá. Anh Bảo ơi! Có luôn, có luôn, có luôn. Lấy cho em cái khăn. Có ngay. Biển của Kim Cương sắp hết rồi đấy. Anh ra tại tạp hóa mua nhá. Anh vừa gọi rồi, để tao mang đi. Ngoan. Thế đủ tiêu chuẩn làm bố chưa? Ghê chưa? Sao bố báo gì với con? Thế bố mẹ con đâu? Úi, bố mẹ con đang tranh thủ tận dụng con dâu để chăm em. Đang ngủ trong phòng, khả năng là con lại sắp có em nữa. Thế à? Anh Bảo vừa ngoan thế nhở? Em hơi bị ngưỡng mộ chị đấy. Chuyện đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi. Chuyện của Dũng, anh không cảm thấy áy náy một chút nào, đúng không? Em trách anh nhỉ? Sao lại lôi chuyện này vào đây? Em nghĩ anh có lỗi trong chuyện của Dũng. Và đó cũng chính là lý do thời gian qua em tránh mặt anh. Tại sao? Em không nghĩ nếu cậu ta không có tâm cơ thì ai làm gì được cậu ta? Dũng có sai, nhưng là sai với chính bản thân cậu ấy. Ít nhất cậu ấy chưa từng làm gì tổn hại đến anh. Đáng lẽ ra em phải cảm ơn anh vì đã dạy cho cậu ta một bài học về cảnh tỉnh. Cậu ta thích em. Tuy em không thích cậu ta, nhưng cách em hành xử ấy, em khiến cho cậu ta tiếp tục ôm ảo tưởng. Rồi cả thằng anh của nó nữa, tìm gặp anh nói những lời rất vô tri. Tại sao bọn em có thể hành xử một cách tùy tiện và vô lý như vậy? Cứ ngây ngô đi vào đời như thế à? Này, thế không mang đồ ăn của bố đi thật đấy à? Không được đâu, anh cấm đấy. Với lại chế độ ăn uống của bọn con kiểm soát ngặt nghèo lắm, bố không phải lo. Vận động viên cấp quốc gia cơ mà bố, không sợ đói đâu. Bố đừng có lo quá, không thì các bà bảo bố là lẩm cẩm đấy nhở. Em chuẩn bị xuất phát nhá. Vâng. Một câu động viên. Chúc chị mang chiến thắng trở về. Chỗ mới, chăm chỉ, nhớ đừng có để bị bắn nạt đấy. Nếu có bị, cố mà chịu đựng, đợi chị về xử lý. Nhất trí. Chúc chị may mắn. Cố lên. Còn anh, đừng có tranh thủ lúc em đi mà cưới vợ ấy nhá. Đồng ý. Ồ, con đi đây. Con hứa sẽ mang huy chương trở về ạ.